đi được á, đi như, đi như tập thể dục vậy đó. Dữ vậy. Còn ở đây xa quá, Bình Dương nó xa, phải đi ra nhà hút không, phải đi xe buýt á, hai ba chặng xe mới tới, cái kêu xe ôm chạy vô đây. Ủa rồi cô sáng cô đi gì, hôm nay cô đi xe đạp lên mộ của được á, đi xe buýt. Còn nhà tôi sao chỗ hút môn á, mộ ông nghệ sĩ Vũ Linh là chùa nghệ sĩ, ông nghệ sĩ Minh Phụng là chùa Gò Dấp, tôi đi xe đạp được, đi chạy chưa tới Gò Dấp Hạnh Hôn Tây à. Thăm mộ nghệ sĩ cô nghệ sĩ Thanh Nga nữa, với ông nghệ sĩ Minh Phụng, ông đám ba tôi 80 tuổi. Vậy là cô cũng biết về nhiều nghệ sĩ lắm con ha. Tôi 15 16 tuổi, năm 80 81 là tôi được 15 16 tuổi tôi khoái nghe cái lương đó. Hay. Hồi xưa thì ông Minh Phụng, giờ là ông năm Vũ Linh. Hồi xưa thì ông Thanh Tú, với ông Thanh Tú cũng đám ba tôi 80 tuổi 81 rồi. Tôi 15 16 tuổi là tôi năm 81 82 á, tôi được 15 16 tuổi phái nghe cái lương lắm. Với ông nghệ sĩ Thanh Tú với cô Thanh Kim Huệ nữa. Hát với ông Nam Hùng hay lắm. Yêu sọt hết hay lắm. Hồi xưa đó, bây giờ thời nay là ông Vũ Linh á. Ca. Cô hồi xưa cô có mê cái vở nào của Vũ Linh cô? Hay lắm. Ca bản nào cũng hay á, ca nhạc Hầu Quảng mà Hầu Quảng cả ông ca cả lương cũng hay mà ca nhạc cũng hay nữa. Có coi trên cái điện thoại á. Có trong điện thoại hay lắm. Cái người ta nói coi trực tiếp mới hay, coi nó mới hay. Cô ơi, là bữa nay mình đến từ đâu cô? Hả? Đến từ đâu cô? Nhà chị Hóc Môn mà. Nhà cô là cô bán đồ hàng bông. Chị bán hàng bông đó. Cô nhớ con không? Nhớ. Trời ơi, hình nào cũng đẹp hết đó. Dạ. Hồi xưa là ông nghệ sĩ Minh Phụng là ông nằm ở Gò Dấp. Dạ. Chưa tới Gò Dấp Hạnh Hôn Tây à, nhà tôi sao chỗ môn phải không? Tôi đi xe đạp như tôi đi tập thể dục với. Đó. Lên coi. Cô nghệ sĩ Thanh Nga nữa. Nhà Minh Phụng là ở thành phố không cô? Tiền Giang. Tiền Giang hả? Ông ba tôi à. Tôi được 15 16 tuổi năm 81 năm 2 á. Thứ bảy chủ nhật được khoái ngày cả lương lắm dùng. Ông Thanh Trang ông ta cả lương hay lắm. Thời nay thì ông Vũ Linh đó, thời xưa thì mấy ông đó là đàn anh của anh Vũ Linh rồi. Bữa nay cô có đi ráp lên không? Hả? Bữa nay cô có đi ráp lên chợ ngoài đó không? Không. Nay đi xe buýt. Bữa chú không có. Cái người ta chỉ dẫn là đi xe 15 đi ngang đây nè. Cái đi bộ cũng được, đi như tập thể dục đi bộ vô. Bữa chú cái về. Có cái anh đó, anh chạy ảnh xóm Bình Dương nè, anh chạy ngang cái anh nó hô cho đi vô coi mộ nghệ sĩ Vũ Linh hả, tôi chở. Dạ. Trời ơi. Sao quý rồi, có nhiều câu chuyện mà đi bộ ngoài đó là có ai cũng chở vô hết cô. Đúng, đúng rồi, tôi nói là tôi vô tôi coi nghệ sĩ Vũ Linh năm 1 nè. Tôi có đi một lần rồi, nay cách nay tháng mấy rồi. Nay con quay cô đó. Đi bộ với xa ghê á cô. Đi bộ quá không, đi bộ cái gặp người ta chạy, người ta ở xóm Bình Dương ta chạy nói cho tôi chở cho tôi năm 1 nè, tôi vô thăm mộ quá. Nghệ sĩ Vũ Linh là tao chở liền. Dạ. Là tao biết mình nghe thích nghe cả lương á nên mới tới đây. Dạ đúng rồi. Ừ. Người ta yêu quý cậu. Yêu quý ông hiền nữa. Hôm nay mùng 1 là cô biết tin là chị Loan lên đúng không? Rồi cô đến à. Hôm nay mùng 1 là đa số là chị Loan chỉ lên nè. Vậy nó lên chưa? Thì sắp lên. Sắp lên hả, để coi. Bữa hả phải đi xe ôm hả ông nội đó hả? Nè đúng rồi. Nè. Bắn cho xe Bình Dương đó. Dạ. 613 cái chạy ngang cái ngần cái kêu ổng chở vô đây là 150.000, ổng đi về 300.000, ổng còn làm eo nữa. Cái mà xe bít á, ta chỉ dẫn nó nói là đi xe 15 chạy ngang đây nè. Dạ. Chị đi bộ vô cũng được, vô mộ coi mộ nghệ sĩ Vũ Linh. Còn cái đợt trước không biết hả, đi bạn đi về 300.000 nữa. Thì bữa nay mình đi mấy tiếng xe con? 2 tiếng hả? 2 tiếng xe, tiếng có 25.000 à, 2 tiếng à, 50. Nhà chị sao chỗ môn phải không? Dạ. Chị đi xe bít 24 á. 24 là có 7.000 thôi. Cái dạ. Tới bến xe gì đó, cầu vượt gì, cầu vượt ăn xương gì đó. Dạ. Đi qua 615 là 25.000. Dạ. Cái vô bến xe qua xe 15 chạy ngang đây là 25.000 nữa là có. Tính ra là có mấy ngàn. Có bốn mấy ngàn à? Có không, hai chặng xe là 50. Xe 615 là 25. Xe 15 á là 25.000 nữa. Là 50. Mấy người tài xế ta chỉ dẫn cho chị đi vậy mà lẹ nữa. Chạy ngang đây nè, cái mình đón xe ôm vô đây 15.000 chứ nhiêu. Còn đợt trước đó chị đi cách tháng mấy chị không biết. Ổng còn làm eo nói, thôi thôi, tôi thả bà đây rồi cho bà đi bộ ra.
cái tôi nói ổng hối ghê không, mới coi được có 15 phút 20 phút thôi. Mới về vô cái ổng hối cái coi nay hả, đi ra tới về tới 2-3 giờ chiều cũng được. Dạ. Đi, như là nay mình đi đi ra thăm mộ nghệ sĩ nay mùng 1 sẵn là đi gặp chị Hồng Loan. Dạ. Đi tham quan luôn. Dạ. Gặp vậy à. Cô biết anh Vũ Luân không cô? Hả? Cô biết anh Vũ Luân không? Thấy trong điện thoại không mà. Dạ. Thấy trong hình không mà, chứ không có thấy ngoài đời. Xin anh xuống đó cô. À. Vậy anh mấy giờ? Xíu nữa. Là 2-3 giờ chiều giờ cũng được, tại vì nó đâu có đi sao ôm cái ông nội đó. Ông hối á. Đợt trước á đi ra cách đây tháng rồi. Ông hối hả? Mới có 15 phút 2 phút à. Ông còn làm eo nó sao? Bỏ tôi bỏ ở đây cho bà đi bộ ra. Trời lấy 300 ngàn luôn. Cái bến xe người ta cho chỉ dẫn á, người ta nói xe người ta nói chị tôi chỉ vậy nha. Chị đi từ Hóc Môn đi xe 24 phải không? Dạ. Đi qua xe thấy xe kêu nó chạy tới một khoảng đường đi. Rồi cái tài xế nó ngừng đó, chị chờ xe 613. Đi vô bến xe. Rồi đi qua xe 15 lên tới đây. Vậy là cô lên đây là cô đi bằng xe bus nha mọi người. Đẹp. Rồi cái đẹp. Hai nữa cô nhưng lên mà đây cô cái là dở ra nó sáng nhưng mà nó mưa nó dơ nó ướt. Nắng. Dạ. Nắng nữa, nắng nữa. Dạ. Cô ơi, cô có gặp cậu ở ngoài bao giờ chưa? Không, gặp hả? Dạ. Hồi xưa á, tôi ở trên cầu lớn nha, tôi đi mua pha đan á trên ghe cầu lớn á trên Hóc Môn á. Dạ. Là tôi thấy ông Vũ Linh một lần, ông quay với bà quay hát nên đóng cả lương đi ghe đó. Dạ. Với bà nghệ sĩ Hồng Vân. Dạ. Ủa, nghệ sĩ Hồng Vân đó. Dạ. Hài đó. À, hai đó. Dạ. Dạ, ngoài đời rồi thấy một lần. Đẹp lắm. Hồng Vân. Dạ. Ông qua đang quay trên ghe vậy nè, ghe cầu lớn mà ở trên Hóc Môn á, dạ. Đường lên Củ Chi á. Dạ. Là 95-96 đó. Là cô gặp được một lần đó không? Một lần á. Dạ, tôi đi mua pha lan mà. Dạ. Tôi mua pha lan ghe á, ghe lâu ghe ở ngoài Bình Mỹ vô cầu lớn á. Dạ. Mấy người trên Hóc Môn người ta biết chứ. Dạ. Như em không biết. Ghe trên cầu lớn mà trên Hóc Môn đường lên Củ Chi lên Tây Ninh đó. Dạ. Đó hồi xưa là hồi 95-96 là ghe pha lan hay dở luôn. Dạ. đi mua mà gặp mùa mưa nó đó, cái quay phim nè bà Hồng Vân với Vũ Linh. Ông Vũ Linh gặp mày ngoài đời một lần mà ổng đẹp lắm. Đẹp lắm. Ổng ba mấy 40 à, đẹp lắm. 95-96. Còn cái kỷ niệm nào mà cô nhớ mà bây giờ cô ấn tượng là fan ruột của cậu Năm luôn cô? Em tôi nói sao? Em chị cùng la nha, lần trước chị nói đi coi từ nào giờ, từ nhỏ lớn là 59 tuổi chưa có biết Bình Dương. Dạ. Anh Vũ Linh ảnh về Bình Dương nè, sẵn đi coi nghệ sĩ ông nghệ sĩ Vũ Linh nè, ông nằm. Dạ. Bình Dương. Dạ. Đi thăm mộ. Dạ. Sẵn biết Bình Dương luôn. Dạ. Chứ từ nhỏ lớn ở trên Hóc Môn rồi đi bán rồi về nhà không biết đâu á. Đi như là đi tham quan mà đi coi nghệ sĩ Vũ Linh nữa đó. Mà hôm nay là mình coi mộ Vũ Linh chứ. Ừ, coi trong điện thoại không mà nó coi trực tiếp. Ủa, em nói coi trực tiếp mới hay hơn. Đúng rồi. Tại vì cái lúc mà cô bữa đợt trước cô đi á thì đi với ông xe ôm. Ồ ông hối mới có 15 phút 20 phút à. Trời ơi. Tôi thả bà đây biết mình quê mùa á. Không biết đâu là đâu á. Bạn đi về 300 ngàn rồi đi, tôi nói ông phải chở tôi nha, ông tôi không biết đường, tôi tại vì tôi thích nghe cả lương tôi mới đi tới. Rồi tôi biết sẵn nghe từ nhỏ lớn tôi không biết Bình Dương, tôi Hóc Môn mà tôi không biết đâu á. Nhớ cô đến đây hai lần một lần trước nè, cách đây tháng à. Cô là fan của ai? Fan hồi nãy giờ thích nghe nghệ sĩ, tất cả các nghệ sĩ nghe cả lương, thích nghe cả lương, fan của ai hết á, thích nghe cả lương vậy đó, người nào qua cũng hay hết á. Vậy là cô là fan tất cả các nghệ sĩ luôn. Các nghệ sĩ hay á. Tôi 15-16 tuổi, tôi năm 81-82 tôi được. Vậy là cô là con biết là cô 16, là fan của cô Hồng Nhung phải không? Hả? Cô fan cô Hồng Nhung luôn phải không nghệ sĩ? Không. Tại tôi thích nghe cả lương vậy đó. Ông nghệ sĩ nào ca cũng hay vậy đó. Cũng cảm ơn cô nha. À. Rồi nè, ơi, cô có đợt trước đi cả tháng hả, không có biết đường á. Cái ông xe ôm là beo hả, ông nói tôi nói thôi chở vô mộ thăm mộ Vũ Linh coi. Tại tôi thích nghe cả lương Vũ Linh ca hay, tôi tới thăm hộ luôn. Sẵn biết Bình Dương luôn chứ nhà tôi sao chở không mà tôi đi bán tôi về nhà. Cô có coi những cái tuồng của cô Sáu không cô? Cô Sáu Hồng Nhung á? Không, ít lắm.
coi. Cô có nghe Quy Đăng ca chưa cô? Ai? Quy Đăng. Quy Đăng ca hay lắm. Quy Đăng là nghệ sĩ nào? Ca lương. Không, tôi cũng không biết hết. Đấy, biết tự hết. Có ông á. Vũ Linh là họ thời nay là ông ca hay đó. Cô có nghe hơn Trần ca cải lương người chưa cô? Người nào cũng ca hay nhưng mà ông Vũ Linh ca thanh thao hơn. Còn số tụi ai cũng mở ra nghe mà câu coi á. Ca là thôi hết bài luôn, Quy Đăng ca hay lắm, mới nổi. Cô là fan của Ngô Sáu mà. Nè, nghệ sĩ nào cũng ca hay nhưng mà ông Tiểu Linh, Tiểu Linh thì sao cô? Ông Vũ Linh ông ca giọng ca thanh thao hơn. Còn cậu Tiểu Linh thì sao cô? Ca cũng hay mà không bằng. Không bằng ông Vũ Linh ca hay chứ. Không mà thời xưa là cô nói đúng chính xác. Cậu mấy là mấy ca mấy chú mấy bác là ông thanh tú là đáng ba tôi rồi, người nào cũng 81 82 tuổi, là tôi năm tôi 81 82 là tôi được 16 17 tôi phái nghe ca lương lắm. Hồi thời xưa đó ông Minh Phụng ông với bà cô Thanh Chu Huệ nữa, ông Thanh Sang nữa. Wow, 81 82 tuổi rồi ba. À, bây giờ mình ngồi thời nay là ông Vũ Linh á, mà nghệ sĩ á người nào cũng ca hay, có ông Vũ Linh nào ca thanh thao hơn, ông ca thanh thao, ông ca thanh thao có ông nghệ sĩ người nào cũng ca hay á, nhưng mà ông Vũ Linh có trừ nghệ sĩ nào không cô? Thanh thao hơn. Có trừ nghệ sĩ nào không hay là nghệ sĩ nào ca cũng hay hết? Ờ, nghệ sĩ nào ca cũng hay hết. Quy Đăng ca cũng ha. Mà ông Vũ Linh thì ông ca thanh thao á, ta người lớn tuổi rồi còn thích đó. Ông nói sao ca hay vậy? Thời xưa thì ông Thanh Sang với ông Minh Phụng thì ông nằm ở chưa tới Gò Vấp, mộ nghệ sĩ Gò Vấp á, mà chưa tới Gò Vấp. Tôi đi xe đạp được mà, nhà tôi sao chở ngon mà, tôi chạy như tập thể dục vậy đó.